Dạ, em xin kính chào quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Lan rừng hàng độc sơ giá Bắc Tây Nguyên. Và sáng hôm nay là ngày 29 tháng 11 của năm 2024. Và cực kỳ là vui luôn cô chú anh chị khi mà chuyến hái lan rừng hôm nay thì may mắn em có trúng được một cái dề lan dáng hương tam bảo sắc lá phát tài, một cái dề lan đột biến cho ra cái mặt lá phát tài cực kỳ là đẹp. Đây thì như cô chú chị đang thấy là cái rể lan dáng hương tam bảo sắc lá phát tài. Đấy. Đây, cái lá của nó phát đây cô chú chị. Đó, lá phát này. Đấy, lá phát nhá, rất là đẹp. Đấy, cái này thì về cô chú chị trồng và cho ăn nắng mạnh thì cây nó sẽ sọc và phát mạnh hơn nhá. Đó. Đấy, cô chú chị nhìn thấy không? Lá phát rất là đẹp nhá. Và hiện tại thì là nó có được là bốn lá phát. Đây một lá gốc này. Hai lá này. Đấy và ở bên đây này ba lá này và ở phần trên ngọn này cũng đang sọc này đang phát ra này đó nhìn thấy không và mặt sau của nó nhé mặt sau của nó thì nó sọc cô chú chị mặt sau thì là nó lên sọc nhé đây mặt sau này nó sọc này nhìn ở ngoài thì nó rõ hơn đó Đấy. một cái dề lan dáng hương tam bảo sắc lá phát tài thì cái dề này em giao lưu với anh chị là một triệu nhé một triệu cho cái dề này đó, 1 triệu thì anh chị nào muốn sở hữu cái dề này thì liên hệ đến số điện thoại của em ở trên tiêu đề là 0965 611 179 nhá, hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em. Đấy, quý vị nhìn thấy không? Cái lá nó phát vàng mà sọc xanh ở ống phía ngoài này, cực kỳ đẹp. À, nhưng mà có cái lá này là nó nổi nhất. Đây. Cái lá này là nó nổi nhất. Đó, cái lá này là nổi nhất này. Đó. Như quý anh chị nhìn thấy chưa? thì uh, riêng cái giày này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị là một triệu nhé đấy ai mà muốn uh, đầu tư vào cái giày này thì liên hệ đến em uh, và em xin chào tất cả mọi người hẹn mọi người vào các clip tiếp theo mà thật sự ra nói ra cái giày này cực kỳ là vui luôn quý anh chị như em thì em cũng muốn để lại để mình trồng á nhưng mà do cũng vốn của mấy anh em cho nên là mình chia sẻ để <laughs> để để uh, cho À, ai muốn sở hữu em này thì là về ta trồng và ta đầu tư nó Đấy, sở hữu vận duyên. Đấy, một cái dề phạt uh, sọc phát tải rất là đẹp của chính chị đó. Đây. Lá nó sọc mà. vàng nhá. Đó. Cực kìa đẹp luôn. Rồi, em xin chào cả nhà nhá. À, ai mà muốn sưu tầm uh, sở hữu em này thì liên hệ đến em. Rồi em xin chào cả nhà.